Dạ vâng, Lorem Audio xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Và trong cái thời gian vừa qua thì bên em cũng đã đưa ra được cho chúng ta một bộ dàn, một bộ cấu hình. Và trong bộ cấu hình này chỉ với 15 triệu đồng. Và hiện tại sau khi đưa cái thông tin này lên trên kênh YouTube thì cũng đã nhận được rất là nhiều những cái lời thắc mắc. Và trong cái video này thì em xin phép được giải đáp những cái lời thắc mắc cho chúng ta. Tại sao lại có một bộ dàn mà rẻ, mà chất lượng đến như vậy, giá chỉ có 15 triệu đồng? Thì cũng có rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều, có người không tin nhưng có người tin. Và đương nhiên là bên em đã được gọi điện rất là nhiều các bác nhờ gọi điện và hỏi xong rồi tư vấn. Thì trong cái bộ dàn 15 triệu đấy nó có những cái gì mà bên em lại nói là bộ dàn rất là chất lượng? Thì đầu tiên thì em muốn nhắc đến đấy chính là chiếc đẩy X7 DAC. Những ai đã từng biết đến Lorem Audio rồi thì X7 DAC sẽ không còn xa lạ gì nữa. Chỉ với 7 triệu đồng chúng ta sẽ có được một sản phẩm đẩy liền vang, được tích hợp sẵn bộ giải mã và có rất là nhiều những cái tính năng nổi trội, nổi bật, công nghệ cao, như là có thể sử dụng USB này, Bluetooth này, rất là nhiều những cái cổng vào, cổng quang cũng có thể chơi được này. Và đặc biệt là trên đây có một cái chức năng loudness. Loudness thì là một cái chức năng giúp chúng ta nghe nhạc và kích tất cả các cái giải tần số lên. Ví dụ như này, em tắt đi nhỉ, bass trung chép rất bé này, em bật lên này. Đấy thì nó sẽ kích lên cho chúng ta. Đấy là những cái tính năng rất là nổi trội và nổi bật. Và đặc biệt trên phiên bản này có thể cho chúng ta một cái mức công suất ổn định trong ngưỡng là 2000W, có nghĩa là 1000W một kênh. Con này là hai kênh, bốn đường vào loa, có thể chơi được hai đôi loa. Tiếp theo, bộ mic không dây VK321. VK321 là bộ mic không dây được bên em đã đưa về rất là lâu rồi nhá. Rất là dã chiến. Và đặc biệt là trên phiên bản trên con mic dây này thì không dây này thì đang có rất là nhiều những tính năng, như là chế độ khóa trẻ em này, cảm biến gia tốc này, mức sóng tốt này, bên lại là mic 4 dâu, được sử dụng rộng rãi trong những cái phòng kinh doanh karaoke cũng như là các sự kiện, được các anh em làm sự kiện rất là tin tưởng và sử dụng. Tiếp theo, một cái sản phẩm nữa mà em muốn nhắc đến trong cái bộ cấu hình này, 15 triệu đồng. 15 triệu đồng mà chúng ta vừa sở hữu loa đẩy mic mà đôi loa nó lại gấu khủng như này. Thì em nói thêm một chút về cái phiên bản JBL ES10. Đây là phiên bản loa cây. Bên em mới nhập về lô hàng này là lô hàng thứ hai. Và hiện tại thì đang được nhận được rất là nhiều những cái sự tò mò, cũng như là các bác muốn tìm hiểu, cũng như là em đã đưa ra thị trường được khoảng tầm gần 20 đôi rồi. Thì đây là một dòng loa cây được thiết kế rất là lạ, mới lạ này. Cách thiết kế vỏ thùng này, chiều cao của nó là 1m15. Thiết kế loa chung ở vị trí cao nhất, xong tiếp theo là đến chép. Ở đây là bát 25 và phía dưới là hai chiếc chép giấy. Thiết kế rất đẹp, rất lạ. Phiên bản này thì cho ta một cái mức công suất là 150W cho đến 400W. Có nghĩa là mức công suất hoạt động ổn định mắc là 400, còn nó sẽ hay từ 150W trở lên. Đấy, đấy là thông số của nhà sản xuất đưa về cho chúng ta. Thì đối với một cấu hình combo mà có một bộ loa cây, rồi một chiếc đẩy, rồi thêm cả micro nữa mà 15 triệu đồng, thì đương nhiên các bác sẽ đặt ra câu hỏi hàng này là hàng như thế nào, có chất lượng hay không, chất lượng hay không. Thì bên em đã khẳng định và đã được rất là nhiều các bác khách hàng kiểm chứng rồi. Còn nếu như các bác nào, bất cứ một bác nào còn không tin, thì em xin phép được mời tất cả các bác đến địa chỉ 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe, trải nghiệm thực tế, mắt thấy tai nghe, tay thì chạm vào hiện vật. Đấy thì chúng ta sẽ biết được là những cái sản phẩm nó như thế nào và nó có đáng đồng tiền của chúng ta hay không. Vâng, Lorem Audio thì luôn tự hào và đưa ra cho các bác những cái sản phẩm chất lượng và đã được các bác đón nhận cũng như là ủng hộ rất là nhiều. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả những cái tình cảm đấy của các bác. Và em sẽ hát cho các bác
một bài hát tặng tất cả mọi người đang xem video này. Một bài hát để chúng ta cùng nhau nghe bộ dàn 15 triệu hát nó sẽ như thế nào, có đáng để mua hay không nhá. Ok. Trời đừng bao ngỡ để yêu đương càng nhiều gắn bó, tháng ngày là men say nguồn thơ. Tình yêu đã vỡ cánh rồi, là hoa xót mật cho đời, chắc chiều kỷ niệm. Trời liên tiếp nhớ môi em và màu mắt biếc, xuôi hẹn hò trăng xanh đầu non. Sao trời đừng bão tố để yêu đương càng nhiều gắn bó, tháng ngày là men say nguồn thơ. Một trời liên tiếp nhớ môi em và màu mắt biếc, xuôi hẹn hò trăng xanh đầu non. Đọc lá thư xưa một trời liên tiếp nhớ môi em và màu mắt biếc, xuôi hẹn hò trăng xanh đầu non.